Quý vị và các bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV. Bản tin toàn cảnh quốc tế tối nay có những tin chính sau đây. Chuyến thăm Trung Đông nặng gánh của ngoại trưởng Mỹ. Nghi ngờ có vật liệu nổ nơi ông Trump vận động tranh cử. Vụ nổ loạt máy nhắn tin gây thương vong lớn, hé lộ gót chân Asin của Hezbollah. Thổ Nhĩ Kỳ không kích nhiều mục tiêu của Đảng Công dân người quốc tại Iraq. Liên hợp quốc yêu cầu Israel rút khỏi các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Phòng tuyến của Ukraine ở Donetsk lung lay khi nga phản công ở Kursk. Bây giờ là tin chi tiết. Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken ngày 18 tháng 9 đã tới Ai cập trong chuyến công du Trung Đông lần thứ 10 nhằm cứu vãn các cuộc đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế ngày càng lo ngại về nguy cơ xung đột đang ngày một lan rộng ra toàn khu vực Trung Đông. <laughs> Theo kế hoạch, ông Blinken sẽ có các cuộc gặp với Tổng thống Ai Cập, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập, các quan chức khác của Ai Cập để thảo luận về những nỗ lực nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza. Từ nhiều tuần qua, giới chức Mỹ cho biết sẽ sớm đưa ra một đề xuất ngừng bắn mới. Phát biểu tại buổi họp báo trước thêm chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ tới Trung Đông ngày 17 tháng 9, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Mueller cho biết, Mỹ sẽ tham vấn với chính quyền Ai Cập về nội dung đề xuất ngừng bắn mới nhằm thuyết phục các bên đạt được một thỏa thuận cuối cùng. Kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023, chúng ta đã chứng kiến vô số sự cố dẫn đến nguy cơ leo thang gia tăng. Chúng tôi luôn lo ngại về bất kỳ loại sự kiện nào có thể gây ra sự leo thang hơn nữa. Mỹ vẫn gửi thông điệp tới cả Israel và các bên khác rằng họ cần phải làm mọi cách có thể để cố gắng đạt được một giải pháp ngoại giao, ông Mueller nhấn mạnh. Trong nhiều tháng qua, Mỹ cùng với Ai Cập và Qatar đã thúc đẩy các nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza và ngăn chặn nguy cơ xung đột leo thang và lan rộng ra toàn khu vực. Những nỗ lực này diễn ra trong bối cảnh giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban đang diễn ra liên tiếp gần như hàng ngày kể từ khi xung đột Gaza nổ ra vào tháng 10 năm 2023 và càng trở nên căng thẳng hơn sau vụ nổ máy nhắn tin ở Liban hồi tối ngày 17 tháng 9 theo giờ địa phương. Xung đột ở Gaza đã khiến Mỹ và các đối tác khu vực đã phải đau đầu tìm kiếm giải pháp dập tắt xung đột. Cộng thêm vụ nổ mà nhắn tin, chuyến thăm Trung Đông lần này của Ngoại trưởng Mỹ sẽ càng thêm nặng gánh. Trong tuyên bố tại họp báo hôm qua, người phát ngôn Nhà Trắng tiếp tục nhấn mạnh sự cần thiết của một giải pháp ngoại giao đối với cuộc xung đột hiện nay giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban nhằm tránh xung đột trực tiếp lan rộng. Chúng tôi tiếp tục tin rằng nên có một giải pháp ngoại giao cho vấn đề này. Đây là lý do tại sao đàm phán ngừng bắn lại quan trọng đến vậy. Đây là lý do tại sao thỏa thuận con tin lại quan trọng đến vậy. Đây là lý do tại sao tổng thống và chính quyền của ông đã làm việc suốt ngày đêm 24 giờ để hoàn thành điều đó. Chúng tôi tin rằng thỏa thuận sẽ giúp giảm căng thẳng dọc theo đường ranh giới xanh và đó là một trong những lý do chúng tôi tin rằng các nỗ lực ngoại giao rõ ràng là rất quan trọng và cần thiết vào thời điểm này liên quan đến các sự cố. Người phát ngôn nhà trắng nói. Theo kế hoạch, các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza sẽ tiếp tục trong tuần này trước khi các quan chức cấp cao sẽ nhóm họp lại Cairo, Ai Cập nhằm hoàn tất thỏa thuận. Các quan chức Mỹ trước đó đã nhiều lần tỏ ra lạc quan về khả năng đưa ra thỏa thuận này đến đích, nhưng cũng cảnh báo vẫn còn nhiều việc phải làm. Trước đó, nhiều nước trong khu vực đã cảnh báo về nguy cơ lan rộng xung đột ở Trung Đông. Hôm qua, thông điệp đó tiếp tục được Tổng thống Ai Cập và Quốc vương đưa ra trong cuộc gặp giữa hai bên, trong đó bày tỏ quan ngại những diễn biến gần đây có thể làm leo thang xung đột, ảnh hưởng đến tất cả người dân trong khu vực, cũng như hòa bình và an ninh quốc tế. Hai bên cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt ngay lập tức cuộc xung đột ở giải Gaza, mở đường cứu trợ cho người dân đang đối mặt trước tình trạng nhân đạo thảm khốc. Theo nguồn tin của Lalino, một chú chó nghiệp vụ đã được cho là đã phát hiện thiết bị nổ tại địa điểm ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump thực hiện cuộc vận động tranh cử chú chó nghiệp vụ đã phát hiện thiết bị nổ trong một chiếc xe và tài xế đã chạy vào rừng. Không ai thấy anh ta có gì trên người, họ chỉ thấy anh ta bỏ chạy. Tuy nhiên, cảnh sát quận Nassau đã bác báo cáo của Lalino. Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump phát biểu tại phía đông thành phố New York vào 19 giờ ngày 18 tháng 9 theo giờ Mỹ. Các nguồn tin từ Sở Cảnh sát quận Nassau vừa nói với tôi rằng khu vực bảo vệ đã bị xâm phạm và một thùng màu xanh được di rời khỏi khu vực xung quanh địa điểm diễn ra cuộc vận động tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump. Nhà báo James Lalino của One America News cho biết trên X. Ủy viên cảnh sát quận Nassau Patrick Ryder thông tin thêm, các báo cáo về việc tìm thấy chất nổ tại địa điểm này là không có căn cứ. Có người đang bị thẩm vấn, người này có thể đã huấn luyện chú chó phát hiện bom gần địa điểm này. Cá nhân chú chó nghiệp vụ báo cáo sai sự thật về việc tìm thấy chất nổ và cá nhân đó hiện đang bị cảnh sát giam giữ. An ninh siết chặt sau tin tức này, bãi đậu xe đã được kiểm tra an ninh qua đêm, cảnh sát đã đuổi một số người bán hàng rong ra ngoài. Các quan chức thực thi pháp luật cũng đã xóa các bài đăng trên mạng xã hội đưa tin sai sự thật rằng chất nổ đã được tìm thấy trong một chiếc xe gần nơi diễn ra cuộc vận động. Ủy viên cảnh sát quận Ryder cho biết thêm Cảnh sát thẩm vấn và bắt giữ một người, có thể đã huấn luyện chó nghiệp vụ phát hiện bom gần địa điểm diễn ra cuộc vận động và loan tin sai sự thật về việc tìm thấy chất nổ. Hàng nghìn người ủng hộ Đảng Cộng hòa xếp hàng bên ngoài nơi ông Donald Trump dự kiến phát biểu. Một số người được cho là cắm trại qua đêm để có được chỗ ngồi tốt nhất bên trong đấu trường. Cựu tổng thống Donald Trump đã chuyển những cuộc vận động của mình sang địa điểm trong nhà sau vụ ám sát hụt hôm ngày 13 tháng 7 kẻ nổ súng bắn ít nhất 8 phát đạn, làm xước tay ông Donald Trump khiến một khán giả thiệt mạng và làm bị thương nghiêm trọng hai người khác. Cách đây ít ngày, ứng cử viên Donald Trump tiếp tục bị ám sát tại khu chơi gốt của mình ở Florida. Nghi phạm được xác định là Ryan Rose, hắn để lại khẩu súng trường dài, có ống ngắm tại hiện trường và tiến hành chạy trốn. Cả Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris, đối thủ của cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11, đều gọi ông là mối đe dọa đối với nền dân chủ hàng trăm mảnh nhắn tin của các thành viên Hezbollah ở Liban đồng loạt phát nổ, khiến hơn 2.800 người bị thương, ít nhất 9 người thiệt mạng. Đây là vụ tấn công chưa từng có, hé lộ một điểm yếu then chốt của nhóm vũ trang này. Hezbollah cho biết, các thiết bị nhắn tin không dây nói trên gần như phát nổ cùng lúc từ 15 giờ 30 theo giờ địa phương ngày 17 tháng 9, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và hơn 2.800 nạn nhân khác bị thương trên khắp Liban. Nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn cáo buộc đây là vụ tấn công có chủ đích của Israel nhằm vào các thành viên Hezbollah, đồng thời thề sẽ trả đũa. Quân đội Israel, lực lượng đã có các vụ không kích ăn miếng trả miếng với Hezbollah kể từ khi xung đột bùng phát ở giải Gaza từ tháng 10 năm ngoái, đã từ chối bình luận công khai về các vụ nổ. Chính phủ Liban đã lên án vụ việc là sự gây hấn tàn ác. Giới quan sát nhận định, Cuộc tấn công có quy mô lớn và sự tinh vi chưa từng có này đã làm nổi bật gót Asin của Hezbollah khi mạng lưới liên lạc của tổ chức này bị xâm phạm nghiêm trọng, dẫn đến hậu quả chết người. Không giống các tổ chức vũ trang khác ở Trung Đông, Hezbollah dường như đang giao tiếp thông qua mạng lưới liên lạc nội bộ. Đây được coi là một trong những nền tảng chính của nhóm vũ trang hùng mạnh, thân Tehran ở Liban. Theo CNN, Hezbollah từ lâu đã coi bí mật là mấu chốt của chiến lược quân sự và nhóm đã từ bỏ các thiết bị công nghệ cao để tránh sự xâm nhập của phần mềm gián điệp từ Israel và Mỹ. Hồi đầu năm nay, thủ lĩnh Hezbollah đã kêu gọi các thành viên và gia đình của họ ở miền nam Liban, nơi đang diễn ra các vụ đòi súng xuyên biên giới gần như hàng ngày với quân đội Israel, vứt bỏ điện thoại di động vì tin rằng Tel có thể theo dõi hoạt động của nhóm thông qua những thiết bị có thể bị phát hiện bằng hệ thống định vị toàn cầu đó. Một chuyên gia phân tích quân sự Trung Đông, người từng làm việc cho cơ quan tình báo Israel cho hay, các thành viên Hezbollah đã chuyển sang sử dụng các máy nhắn tin công nghệ thấp để liên lạc. Tuy nhiên, ngay cả lựa chọn này cũng tiềm ẩn rủi ro. Khi người Liban vẫn còn choáng váng vì cuộc tấn công chưa từng có, dư luận đã dâm gian đồn đoán về các thiết bị liên lạc không dây công nghệ thấp có thể bị khai thác. Một nguồn tin an ninh Liban tiết lộ, các máy nhắn tin phát nổ là thiết bị mới được Hezbollah mua những tháng gần đây và cấp phát cho các thành viên. Người này không đề cập bất kỳ thông tin nào khác về thời điểm mua chính xác cũng như kiểu máy. Tờ New York Times ngày 17 tháng 9 đưa tin, Israel đã giấu chất nổ bên trong một lô máy nhắn tin được đặt hàng từ nhà sản xuất Gold Apollo của Đài Loan Trung Quốc và chuyển đến tay Hezbollah. Một công tắc đã được bí mật tích hợp vào các máy nhắn tin để kích nổ chúng từ xa. Tờ báo Mỹ dẫn các nguồn thạo tin nói thêm, hầu hết các máy nhắn tin trong lô hàng trên là mẫu AP924, ngoài ra còn có 3 mẫu khác. Nhiều bức ảnh chụp máy nhắn tin Gold Apollo bị hỏng đang lan truyền trên mạng xã hội với chú thích chúng đã bị nổ trong cuộc tấn công ở Liban ngày 17 tháng 9. CNN thừa nhận không thể định vị được các hình ảnh trên mạng, nhưng đã xác minh chúng được đăng tải cùng ngày diễn ra loạt vụ nổ gây chấn động. Ít nhất một máy nhắn tin trong các bức ảnh là phiên bản của Gold Apollo AR-924. Trả lời phỏng vấn báo chí ngày 18 tháng 9, Chủ tịch Gold Apollo nói, các máy nhắn tin trong vụ tấn công nói trên do một nhà thầu châu Âu sản xuất theo hợp đồng cho công ty. Theo một cựu chuyên gia phân tích tình báo của cơ quan an ninh quốc gia Mỹ, những video chia sẻ trực tuyến ám chỉ các vụ nổ quá lớn khó có thể là một vụ xâm nhập mạng trực tiếp để tấn công từ xa, làm quá tải mà nhắn tin và gây nổ pin. Ông đánh giá, các thành viên bên trong Hezbollah có thể là chìa khóa của sự việc. Đây là một trong những cuộc tấn công có quy mô lớn và được phối hợp nhất mà cá nhân tôi từng thấy. Sự phức tạp cần cho vụ tấn công diễn ra thật không thể tin nổi. Nó sẽ đòi hỏi nhiều thành phần tình báo và nhân sự tiến hành khác nhau. Tình báo con người sẽ là phương pháp chính được sử dụng để thực hiện điều này, cùng với việc chặn chuỗi cung ứng để thực hiện các sửa đổi cho máy nhắn tin. Chuyên gia này giải thích. Nhà chức trách Liban vẫn đang nỗ lực điều tra nguyên nhân sự việc. Trong thông cáo phát đi hôm ngày 17 tháng 9, Hezbollah mô tả các vụ nổ chết người chiều cùng ngày là lỗ hổng an ninh lớn nhất họ từng gặp phải kể từ tháng 10 năm ngoái các nhà phân tích tin diễn biến đặt ra những thách thức mới cho nhóm trong việc nâng cao phương thức liên lạc bằng máy nhắn tin công nghệ thấp thậm chí tìm kiếm giải pháp thay thế an toàn hiệu quả hơn cũng như bảo mật hệ thống trong bối cảnh leo thang xung đột với israel và các đồng minh quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thông báo, máy bay chiến đấu của nước này hôm 18 tháng 9 đã không kích và phá hủy nhiều mục tiêu của đảng công nhân người quốc ở miền Bắc Iraq. Thông báo chính thức của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, không quân nước này đã tấn công và phá hủy 24 mục tiêu của đảng công nhân người quốc ở miền Bắc Iraq. Mục tiêu bị tấn công gồm có các hang động, kho chứa và công sự của đảng công nhân người quốc tại một số khu vực. Thông báo khẳng định, nhiều tay súng đảng công nhân người quốc đã bị loại khỏi vòng chiến đấu trong các cuộc không kích, song không? không biết số lượng cụ thể. Đảng công nhân người quốc bị Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Liên minh châu Âu liệt vào danh sách khủng bố từ nhiều năm trước. Nhóm này bị cáo buộc gây ra nhiều cuộc tấn công đẫm máu chống Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 1984. Chỉ tính riêng các cuộc giao tranh giữa quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và Đảng Công nhân Người Quốc trong 10 năm qua đã khiến khoảng 6.000 người chết, trong đó gần 1 phần 3 là binh sĩ và dân thường. Ngày 18 tháng 9, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79 đã thông qua một nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt sự hiện diện bất hợp pháp tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng trong vòng 12 tháng. Theo đó, nghị quyết do Palestine đệ trình được thông qua với 124 phiếu thuận, 43 phiếu trắng và 14 phiếu chống, trong đó có Israel và Mỹ. Nghị quyết cũng hoan nghênh ý kiến tư vấn hồi tháng 7 của Tòa án Công lý Quốc tế trong đó tuyên bố việc Israel chiếm đóng các vùng lãnh thổ và khu định cư của Palestine là bất hợp pháp và cần phải chấm dứt. Đây là nghị quyết đầu tiên được chính quyền Palestine chính thức đệ trình tại Liên Hợp Quốc kể từ khi giành được một ghế thành viên Liên Hợp Quốc tại các cuộc họp của Đại hội đồng và có quyền đề xuất các dự thảo nghị quyết. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi các quốc gia có những bước đi nhằm tạm dừng việc nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc từ các khu định cư do Thái, cũng như việc cung cấp hoặc chuyển giao vũ khí Đạn dược và thiết bị liên quan cho Israel do lo ngại chúng có thể được sử dụng tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Việc Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa mới thông qua nghị quyết nói là một thắng lợi chính trị của Palestine trong bối cảnh các nhà lãnh đạo thế giới sẽ tề tựu về trụ sở Liên hợp quốc New York trong tuần tới để tham gia tuần lễ cấp cao Liên hợp quốc. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dự kiến phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc vào ngày 26 tháng 9. Cùng ngày, phát biểu của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas Nga đã tiến hành cuộc phản công lớn tại Kursk, giành quyền kiểm soát một số ngôi làng, đe dọa khả năng của Ukraine nhằm giữ vững những vùng lãnh thổ mà nước này chiếm được. Bên cạnh đó, Moscow cũng ra đòn áp đảo tại Donetsk, áp sát thành phố chiến lược ở Porovsk. Sau một tháng rưỡi tiến hành cuộc tấn công vào tỉnh Kursk, miền Tây nước Nga, quân đội Ukraine phải đối mặt với quyết định khó khăn về việc nên triển khai lực lượng hạn chế của nước này ở khu vực nào để hoạt động hiệu quả nhất. Nga đã tiến hành cuộc phản công lớn tại tỉnh Kursk, giành quyền kiểm soát một số ngôi làng, đe dọa khả năng của Ukraine nhằm giữ vững những vùng lãnh thổ mà nước này chiếm được. Cùng với đó, binh sĩ Nga tại Ukraine vẫn dầm dập tiến về các khu vực khác trên các mặt trận những nơi mà Kiev hy vọng sẽ ổn định được tình hình bằng cách buộc Moscow phải rút quân để trở về bảo vệ Kursk. Cả Nga và Ukraine đều cố gắng tiến hành các cuộc không kích nhằm vào căn cứ quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau nhằm suy yếu khả năng chiến đấu của đối phương. Trong vài tuần đầu tiên, chiến tuyến đã khá ổn định ở khu vực Kursk nơi Ukraine bắt đầu tiến hành cuộc đột kích vào ngày 6 tháng 8. Khi Nga điều thêm quân để tăng cường phòng thủ trong khu vực, ước tính lên tới 30.000 binh sĩ, thì bước tiến của Ukraine phần lớn đã dừng lại và Kiev đang nỗ lực củng cố các vị trí dọc theo 1.300 km vuông lãnh thổ mà họ kiểm soát. Những chiến tuyến đã dịch chuyển trong vài ngày qua, khi Nga tiến hành cuộc phản công lớn bản đồ chiến trường do các nhóm phân tích thông tin tình báo lập ra dựa trên hình ảnh vệ tinh cho thấy, quân đội Nga đã giành lại một số vùng lãnh thổ ở Kursk. Đặc biệt, lực lượng Nga đã mở một đường biên nhỏ vào rìa phía tây của khu vực mà Ukraine kiểm soát, chiếm lại ngôi làng Snagos và một số khu định cư khác. Các video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, quân đội Nga đã kéo quốc kỳ ở Snagos, di chuyển tự do ở ngôi làng này và hiện diện tại một khu định cư gần đó. Hôm 16 tháng 9, chính quyền Nga đã ra lệnh sơ tán dân thường khỏi hai quận phía Tây, ẩn ý về kế hoạch phản công tại đó. Trước đó, hôm 12 tháng 9, quân đội Ukraine đã vượt qua phòng tuyến Nga dọc biên giới gần làng Novyiput, cách khu vực rộng lớn do Ukraine kiểm soát ở Kursk khoảng 32 km về phía Tây một số video cho thấy xe công binh của Ukraine cây qua các công sự dọc biên giới, cho phép các xe quân sự khác của nước này đi qua. Lực lượng Ukraine đã cố gắng tấn công về phía Veselo và Meveze. Giới phân tích cho rằng đây có thể là một nỗ lực của Kiev nhằm cản trở cuộc phản công của Nga bằng cách mở một mặt trận mới ở bên sườn của họ song chưa rõ liệu quân đội Ukraine có giữ được bất kỳ lãnh thổ nào ở đó hay không. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Siky cho biết, một trong những mục tiêu của cuộc tấn công xuyên biên giới mà Kiev thực hiện nhằm vào kosko là buộc moscow phải rút binh lính khỏi tiên tuyến ở ukraine để bảo vệ biên giới của họ do đó giảm bớt áp lực cho quân đội ukraine đang chiến đấu ở trong nước nhưng theo các nhà phân tích quân sự và các quan chức phương tây cho đến nay nga chỉ rút một số lượng hạn chế các đơn vị có kinh nghiệm khỏi chiến trường ukraine trong khi đó tìm cách bảo vệ lãnh thổ và tiến hành các cuộc phản công bằng các đơn vị chiến đấu chủ yếu được điều động từ trong nước nga vẫn giữ phần lớn lực lượng của mình ở ukraine để tiếp tục các cuộc tấn công đặc biệt là tại tỉnh donetsk ở phía đông nơi moscow đã kiểm soát một phần moscow cũng đang áp sát porosk một thành phố chiến lược ở miền đông ukraine đồng thời là trung tâm đường sắt và đường bộ quan trọng Thành phố này cũng nằm trên một con đường chính nối liền một số khu vực, tạo thành vòng cung phòng thủ. Đặc biệt, những vùng lãnh thổ ở Donetsk do Ukraine nắm giữ. Lực lượng Nga hiện cách Poroskhor khoảng 8 km. Khi nguồn cung cấp nước và điện tại Poroskhor bị cắt do các cuộc giao tranh, chính quyền địa phương đã kêu gọi người dân sơ tán ngay lập tức. Theo chính quyền Poroskhor dân số của thành phố hiện đã giảm xuống còn 16.000 người từ mức 62.000 người vào đầu tháng 8 năm 2024. Bước tiến của Nga theo hướng Porovsk đã chậm lại đôi chút khi quân đội nước này tìm cách xuyên thủng các tuyến phòng thủ chính của Ukraine bảo vệ thành phố. Emil Kastehemi, nhà phân tích của nhóm Blackbird có trụ sở tại Phần Lan cho biết, những tuyến phòng thủ này bao gồm một mạng lưới chiến hào chướng ngại vật chống tăng và chống binh sĩ đối phương trên địa hình dễ di chuyển. Song song với việc áp đảo lực lượng phòng thủ Ukraine xung quanh Polovsk, Nga đã tiến vào một khu vực xa hơn về phía nam, tiến tới thị trấn Kurakove từ nhiều hướng khác nhau. Ông Kastehemi lưu ý, Nga có thể sẽ tấn công mạnh mẽ trong thời gian dài, vì bất cứ bước tiến đáng kể nào ở Donetsk đều rất khó nhanh chóng đạt được. Cơ hội đang rộng mở và họ sẽ cố gắng khai thác các lỗ hổng mới xuất hiện trong tuyến phòng thủ của Ukraine. Ngoài việc nỗ lực đạt được những thành quả đáng kể ở miền Đông, Nga cũng tăng cường thực hiện chiến dịch không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng tại Ukraine và các trung tâm đô thị như thủ đô Kiev, Kharkov và Poltava. Ngày 17 tháng 9, Nga đã tiến hành cuộc tấn công mới nhất vào các nhà máy điện ở vùng Sumy Đông Bắc. Mạng lưới năng lượng của Ukraine đã bị hư hại nghiêm trọng đến mức các chuyên gia và quan chức Ukraine cảnh báo rằng việc cắt điện là điều không thể tránh khỏi trong mùa đông năm nay. Bị áp đảo về vũ khí và quân số trên chiến trường, chính quyền Ukraine đang tìm cách làm suy yếu các hoạt động quân sự của Nga. Trong đó có việc tiến hành các cuộc không kích vào những căn cứ quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Nga, nơi các cuộc tấn công được phát động hoặc chuẩn bị diễn ra. Trong những tuần gần đây, Ukraine đã tấn công các nhà máy lọc dầu, nhà máy điện, sân bay và căn cứ quân sự nhằm phá vỡ hoạt động hậu cần của Nga. Một số cuộc tấn công cũng nhằm vào các trung tâm đô thị, chẳng hạn như khu vực Moscow. Quý vị và các bạn vừa xem bản tin toàn cảnh quốc tế, hãy like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.